Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Thanh Hóa tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong quý 2 năm 2024. Nhiều tín hiệu khởi sắc trong phát triển dịch vụ thương mại. Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, xuất khẩu. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, các ngành các địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng để tạo động lực phát triển cho các địa phương cũng như cho cả tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, quý 2 năm 2024 cần phải được xác định là quý tăng tốc để bù đắp lại những khó khăn có thể ảnh hưởng đến thi công các dự án như yếu tố thời tiết sau đó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt hiệu quả chỉ thị số 01 ngày 26 tháng 1 năm 2024 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công năm 2024. Sát sao trong việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giải ngân, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng dự án để có các giải pháp chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các chủ đầu tư phải luôn quan tâm giám sát, đảm bảo chất lượng công trình dự án, tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có các biện pháp điều chuyển vốn, dừng hoặc chấm dứt dự án đối với những dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Thanh Hóa là hơn 12.780 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 2.275 tỷ đồng, bằng 17,8% kế hoạch, cao hơn 4,13% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước, đứng thứ 14 trong số 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, trong số 48 chủ đầu tư, vẫn còn 29 chủ đầu tư giải ngân dưới tỷ lệ trung bình của tỉnh. Cá biệt, có những chủ đầu tư tỷ lệ giải ngân và giải phóng mặt bằng bằng không. Thưa quý vị và các bạn, quý 1 năm 2024, các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn Thanh Hóa diễn ra sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng. Các doanh nghiệp, nhà phân phối đã tổ chức đa dạng các giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mại để tăng sức mua trong dịp Tết. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân được quản lý và ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 năm 2024 đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 47.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, bằng 24,8% so với kế hoạch năm. Trong đó, nhóm hàng hóa dịch vụ trong cơ cấu tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đều có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành hàng tăng cao như lương thực thực phẩm tăng 24,7%, nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 10,9%, xăng dầu các loại tăng 10,5%. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, thị trường giá cả cơ bản ổn định, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại được đầu tư mở rộng, tạo thuận lợi, thúc đẩy tăng trưởng thương mại dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức về đơn hàng thị trường, thế nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn nỗ lực duy trì và thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xuất khẩu, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đề ra. Nhà máy dệt may Việt Fan Pacific Thanh Hóa đứng chân trên địa bàn xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc là doanh nghiệp FDI có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Nếu như từ năm 2019 đến nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thì bắt đầu từ quý 2 năm 2023 đến nay, tình trạng thiếu đơn hàng của nhà máy đã được cải thiện. Thời điểm này, doanh nghiệp đang liên tục tổ chức tăng ca để đáp ứng tiến độ đơn hàng đã ký kết. Có được kết quả này là nhờ doanh nghiệp đã không ngừng đầu tư thêm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện chiến lược duy trì những khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm thêm những đối tác mới nhằm ổn định đầu ra,
không để người lao động phải mất việc. Nhờ có thêm một số đơn hàng xuất khẩu mà hơn 2.000 lao động làm việc tại doanh nghiệp có mức thu nhập ổn định từ 5 đến 6,5 triệu đồng một người một tháng. Hiện tại nhà máy cũng đang đầu tư về các công nghệ tự động và bán tự động nhiều hơn để nâng cao cái hiệu suất và đáp ứng với cái nhu cầu của thị trường xuất sang nước ngoài. Đặc biệt công ty chúng tôi là đang xuất ra 95% sản phẩm là xuất đi Mỹ, còn lại khoảng tầm 3% là xuất đi châu Âu và 2% là xuất đi thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Gắn bó với công ty Việt Pan Pacific bây giờ tôi đã được 8 năm, thì tôi thấy mức lương ở đây rất là ổn định, thu nhập 7-8 triệu. Với mức lương đấy thì tôi cảm thấy cũng hợp lý và cũng và tôi thấy môi trường làm việc ở trong đây thì cũng rất là hòa đồng. Các phòng ban chuyên môn thì hay giúp đỡ lẫn nhau và các quản lý cấp trên thì cũng rất là quan tâm đến chị em công nhân chúng tôi, giúp đỡ rất là nhiều. Được thành lập từ năm 2020, công ty trách nhiệm hạn Spacey Country được biết đến là doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất tương ớt, tương cà, nước chấm và các loại gia vị sốt khác tại xứ Thanh. Công ty đã áp dụng 12 quy trình sản xuất, từ thu mua, chế biến cho đến đóng gói và cung ứng ra thị trường. Điểm khác biệt của tương ớt Spico là không có chất bảo quản, không chứa chất điều vị. Các thành phần ớt, cà chua chiếm tỷ lệ cao, từ 60 đến 70% trong bản nguyên liệu. Trong khi ở các chai tương công nghiệp, nguyên liệu này chỉ chiếm khoảng 20%. Nhờ đó, 4 sản phẩm chính của doanh nghiệp là tương ớt, tương cà, nước chấm, sa tế đã có mặt ở hơn 40 tỉnh thành trong cả nước và có đơn hàng xuất đi Canada. Đại diện doanh nghiệp cho biết, từ quý 2 năm 2023 đến nay, doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất để kịp thời xuất bán ra thị trường. Hiện tại thì cũng đã có một chút thương hiệu trên thị trường. Spico chủ yếu tập trung vào bán tại các cái cửa hàng chuỗi siêu thị thực phẩm sạch, thực phẩm organic, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Thì cho đến nay thì hiệu quả của doanh nghiệp thì cũng đang phát triển qua từng tháng, cũng là từng năm. Đến năm 2024 thì chúng tôi may mắn là đã tiếp xúc được với các cái đối tác nước ngoài và đã có một cái đơn hàng đi Canada. Thanh Hóa hiện có 43 doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu sang 20 thị trường trên thế giới. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, quý 1 năm 2024, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1,4 tỷ USD, tăng 40,1% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa tăng từ 143.396.000 USD năm 2015, chiếm 9,25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh, lên 270.005.000 USD năm 2023. Toàn tỉnh hiện có 23 sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu, trong đó có các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP như nước mắm, mắm tép Lê Gia xuất khẩu vào thị trường Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và Nam Phi, ống hút tre xuất khẩu vào thị trường Thụy Sĩ, Thụy Điển, Mỹ, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ cói của công ty cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh xuất khẩu trực tiếp và bán tại 40 siêu thị ở Hoa Kỳ. Sản phẩm từ tre của công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại Bambovina đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Đức, Mỹ. Dứa, ngô ngọt, đóng hộp, trường tùng đã xuất khẩu đi các nước châu Âu, Nga, Hàn Quốc, Australia. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã nỗ lực trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới xuất khẩu. Cái nguồn đầu vào của công ty là cũng ổn định, công ty có những cái đối tác cung cấp hàng về cũng rất là ổn định. Hai nữa, đầu ra của công ty cũng có nhiều đối tác, chúng tôi thì xuất đi chủ yếu là Trung Quốc và đang vươn ra các nước như ví dụ như Cuba, Na, ví dụ như là Nhật Bản chẳng hạn thế. Cho nên cũng rất là ổn định, cho nên cũng rất tốt cho vấn đề là đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo được cái thu nhập cho người lao động. Có thể thấy, việc nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đã tăng giá trị cho sản phẩm Made in Vietnam. Bản tin doanh nghiệp doanh nhân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.